Thưa sư, các tâm đáo đại và siêu thế phân theo thọ, tại sao chỉ thuần có hỷ và xả mà không có lạc? Sư nói quý vị đi học lại A Tỳ Đàm thì nó kỳ, chứ còn cái này lẽ ra quý vị không cần hỏi sư, bởi vì thân thọ đó là có lạc, khổ và xả. Còn cái tâm thọ đó thì có hỷ, ưu và xả. Chúng ta học riết là chúng ta bị rối. Đi ra gọi là đi ra ngoài, bước ra ngoài những cái mà nó lùng bùng trong đầu của mình á, sắp xếp lại ha. Thì mình thấy nó rất là bình thường. Tại vì ở đây á, là đang nói về tâm. Mà nói về tâm thì nó chỉ có hỷ, ưu và xả thôi. Đơn giản như vậy, cho nên là không có nhắc gì tới cái lạc, tại vì lạc nó thuộc về thân, đơn giản như vậy. Không biết cái này sư tại tường có bổ sung gì không hay là cho qua? Dạ vâng. Dạ.